Chào các em à, hôm nay anh sẽ đến với các em với một cái bộ đồ chơi mới ha, của một hãng hôm nay không phải là hãng của Trung Quốc nữa, một hãng Hàn Quốc ha. Đó là cái dòng đồ chơi Hello Kapop, cái dòng Hello Kapop này nó sẽ có nhiều nhiều mùa ha, nhiều phần ha, nhưng mà cái phần này là cái phần biến thể của cái dòng Kapop. Dòng Kapop là những dòng xe biến hình á, xe biến hình. Nhưng mà cái dòng đồ chơi này là dạng hình quả trứng biến hình thành những cái con robot khủng long ha, giống như là Thợ Săn Trứng Rồng hoặc là Bakugan ha. Cái hãng sản xuất đồ chơi này đó là hãng Sonocon, là của Hàn Quốc. Sonocon thì cái tên nó là lấy cảm hứng từ cái tên là Tôn Ngộ Không á, phiên âm ra tiếng 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 Hàn á. Cái hãng Sonocon này thì là một trong những cái hãng đồ chơi rất là lớn nhất của Hàn Quốc. Nó có được cổ phần của nó được mua bởi cái hãng Takatomy của Nhật và Hasbro của Mỹ ha. Hiện tại thì như Hasbro là có khoảng đâu đó 10-12% cái phần cổ phần của cái hãng Sonocon này. Sonocon ở thị trường Hàn Quốc họ cũng đã mua bản quyền và sản xuất số cái dòng đồ chơi Beyblade, con quay Beyblade của Nhật đó, Takatomy, và cái dòng đồ chơi Transformer của Hasbro, robot biến hình Transformer. Cái Sonocom nó là một phần lớn thì nó có một công ty con á, công ty con của nó là Joy Rock. Joy Rock là nó chuyên sản xuất những cái series phim hoạt hình và sản xuất đồ chơi ăn theo cái series phim hoạt hình đó. Thì Joy Rock thì các em nghe có vẻ lạ, nhưng thực tế là nó chính là cái hãng ra cái dòng đồ chơi Turning Mecha, được phân phối bởi hãng Hasbro ở thị trường quốc tế. Và ở Trung Quốc thì lúc trước là Linh Đông có phân phối cái dòng này, nhưng mà sau đó Linh Đông sẽ thay thế nó bằng cái dòng đồ chơi Thợ Săn Trứng Rồng á. Thì Joy Rock này là chuyên sản xuất những series hình giống như là Linh Đông hoặc là Audi á, thì nó sẽ có những cái dòng như là Mecha thì nó sẽ nhiều biến thể ha, God Mecha, Turning Mecha, Dino Mecha. Đây Mecha là cái dạng con khủng long biến, mà gần đây một số người nhập về bán mà con khủng long mà ăn cái thẻ để cái xe ăn cái thẻ bắn ra con khủng long á, là Dino Mecha. Cái dòng nổi tiếng thứ hai là Cabot này ha. Cabot thì nó cũng có 4 5 3 4 mùi gì đó. Nhưng mà cái Cabot này là khác hoàn toàn những Cabot khác, là nó giống như Thợ Săn Trứng Rồng ha, hoặc là Bakugan. Cái hãng Joy Rock này nó cũng có sản xuất một cái dòng con quay Toplet. Toplet thì nó giống hệt như con quay Ma Thuật phần 1 phần 2 á các em. Thì không biết là Linh Đông với cái này thì ai lấy ý tưởng của nhau, nhưng mà cái Toplet đó là y hệt. Thôi nói nhiều rồi, chúng ta sẽ coi cái dòng trò chơi này ha. Đây là cái hộp của nó. Cái dòng này thì nó đã ra mắt vào khoảng cuối cuối năm 2018 rồi, nó chiếu thị trường Hàn Quốc và có thể tới rồi, nhưng mà tới bây giờ nó mới được phân phối ở Trung Quốc. Giống như Việt Nam mình, một số cái series của Audi hay Linh Đông họ chiếu Trung Quốc trước xong mới tới Việt Nam, thì cái này Trung Quốc thì nó cũng giống như Việt Nam, tại vì cái này đồ xuất phát từ Hàn Quốc ha. Thì cái series màn hình này thì không biết Việt Nam mình có chiếu hay không thì anh cũng không biết, nhưng mà cái dòng đồ chơi này bắt đầu là chiếu ở Trung Quốc ha, nó hoàn thành chiếu rồi. Thì nó cái kết đóng gói của cái này nó sẽ khác với cái dòng quốc tế ha. Cái này cũng có dòng quốc tế, nhưng mà cái đóng gói nó đóng dạng vỉ á, còn cái này là dành cho thị trường Trung Quốc, đóng cái dạng hộp này nó có vẻ chắc chắn hơn ha. Thì các em sẽ thấy trên đây là cái logo, cái này là Joy Rock ha, của hãng Joy Rock này Hàn Quốc ha. Đây là chữ Cabot ha. Đây là cái con cũng làm số 1 thì nó sẽ tên là
Tira cung Tira cung đây em thấy. Đây là cái tên nhầm lẫn cho Hello Cabot cung. Thì cái này hiện tại là nó có tới khoảng 10 mẫu, 10 mẫu các em ha. Nhưng mà anh mới lấy được khoảng 6 mẫu thôi. Nó sẽ được phân phối Trung Quốc bởi cái hãng này, Mắc Kiêu hay sao vậy đấy. À, đây là cái mã sản phẩm, nó là HCK001R. HCK là Hello Cabot cung ha, 001 là ổ số 1, R là red ha, con màu đỏ. Đây các em sẽ thấy cái chữ to này, HCK. Đó, thì chúng ta sẽ mở hộp con này luôn ha. Sau khi lấy cái hộp ra thì chúng ta sẽ có cái con này và cắt cái dây đi ha. Để ta sẽ có cái con khủng long này gọi là Tira cung ha. Tira cung, cái hộp này thì nó lại cũng không có cái hướng dẫn gì, nhưng nó cũng giống như những cái dòng đồ chơi của hãng Trung Quốc ha. Nó tiết kiệm chi phí, nó không có hướng dẫn gì. Cái này nó để trên một cái vỉ nhựa ha. Khá là, thì đây là cái con khủng long Tira cung. Em sẽ thấy đây. Cái cách chơi nó như thế nào? Thì về cơ bản chắc nó cũng sẽ giống cái, nó sẽ giống cái con thợ săn trứng rồng, nhưng mà nó sẽ không có cái thẻ triệu hồi bằng 500 như con trong cái bộ chơi thợ săn trứng rồng ha. Cái này nó cũng nhận quả trứng. Thì đây là cái con khủng long đó ha, nó sẽ có một cái này nữa ha. Mình cũng... đây, đây. Đây, có cái sừng nữa ha. Đó. Thì con này thì nó sẽ gấp lại như thế nào, anh sẽ hướng dẫn luôn ha. Thì chúng ta sẽ gấp lại đây ha, bóp hai cái chân này lại trước. Đằng sau này ha, có cái đầu này chúng ta gấp lại ha, và ở đằng sau này hai cái chân chúng ta gập lên trước ha. Rồi, nó thành một cái quả như là cái quả trứng rồng. Nhưng mà cái đồ chơi này á, thì cái nhựa của nó sẽ cứng, nó dày và nó cứng chắc chắn hơn là cái những quả trứng rồng của đông trước. Chúng ta thấy nó cũng sẽ nặng hơn rất là nhiều. Vậy để cách mà triệu hồi lại cái con khủng long này thì như thế nào, thì nó đơn giản, chúng ta sẽ thả thấp thấp này thôi ha, khoảng 15 cm ha, ta thả đó thì nó sẽ biến thành con khủng long ha. Chúng ta gạt cái nút này là nó sẽ bung ra thành thêm cả cái sừng ha. Con này là Tira cung ha. Đó. Thì cái nhựa nhíp ở đây thì nó là rất là chắc chắn các em ha, nó chắc chắn mà nó cứng hơn là cái đồ của Linh Đông nhiều. Đó, được, anh sẽ mở, anh sẽ so sánh một con của trứng rồng của Linh Đông với con này ha. Đồ chơi như dòng đồ chơi này của Hàn Quốc nên thì hiện tại thì nó hơi hơi đắt các em ạ. Cái này cho thị trường quốc tế thì giá nó đâu đó khoảng 25 đô, khoảng 600 ngàn ha. Còn ngay ở thị trường Hàn Quốc á, thì nó cũng đã gần, nó khoảng gần 400 đến 500 ngàn rồi. Còn chỉ có phân phối thị trường Trung Quốc thì nó rẻ hơn ha. Nhưng mà thực ra nó vẫn rất là đắt so với cái dòng đồ chơi khác của cái hãng Trung Quốc ha. Là anh sẽ vào triệu hồi ha. Đó. Cái này dở cái là nó, ta phải bật cái này ha, bật cái này nó mới bung lên cái sừng của nó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh với một cái bộ thợ săn trứng rồng ha, chuẩn ha. Đây là cái con số 8 cựu vĩ hồn ha, là so với con Tira con này ha. Thì chúng ta có thể nhìn kích thước tổng thể đây ha, là cái con Tira con này nó sẽ nhìn hầm hố và nó to hơn ha. Chúng ta sẽ thử cân nó xem thế nào ha. Anh có một cái cân, cân đây thì, để anh cân thử ha. Thì cái con cựu vĩ hồ này nó đâu đó là khoảng 36 g, còn cái con này là đâu đó khoảng là 58 g, thì nó nặng khoảng là gấp rưỡi ha.
con này thì không cần phải 500 ha. Đây là cái đế 500 của thợ săn trứng rồng ha. Ta bỏ vô thì nó cũng không có nảy ra, nó chỉ dùng cái lực nó rớt thôi. Còn đây là cái con cựu vĩ hồ ha. Chúng ta thấy những cái khi em cầm tay thật sự thì em thấy cái này nó sẽ mỏng hơn rất nhiều ha. Trong khi là cái con này thì nó chúng ta bung ra ha. Là ta phải đẩy cái này nữa ha. Cái đầu này nó có thể gạch lên gạch xuống ha. Nó rất là nhiều kiểu. Cho chúng ta thấy là cái điểm giống khác nhau của hai cái dòng đồ chơi này ha. Thì về cơ bản là cái dòng Hello Cardboard cung này thì nó có vẻ chi tiết hơn nè, tay chân này nè ha, và nó chắc chắn hơn, những cái chơi nó sẽ bền hơn là cái con những cái mẫu thợ săn trứng rồng. À, như vậy thì anh cũng đã giới thiệu với con cái nhân vật đầu tiên trong bộ đồ chơi Hello Cardboard cung của hãng Joyrock hoặc là Sonocon của Hàn Quốc. Cái dòng đồ chơi nó rất là giống cái bộ chơi thợ săn trứng rồng ha, nhưng mà là của Hàn Quốc. Nó chắc chắn hơn bộ thợ săn trứng rồng. Cách chơi thì nó cũng gần là tương tự, nó không cần dùng phải thẻ triệu hồi, nhưng mà nó lại cũng hơi đắt hơn khá là nhiều, bởi vì nó là hãng đến từ Hàn Quốc ha, và cái này nó cũng mới ra. Mặc dù là hiện tại giá chúng ta lấy về cũng rẻ hơn giá quốc tế rất là nhiều, như ví dụ như giá ở Mỹ là khoảng 25 đô một con, khoảng đâu đó 600 ngàn, ở Hàn Quốc khoảng 300, khoảng 400 cho tới 500 ngàn. Nhưng mà nó cũng là tương đối cao so với những cái dòng đồ chơi khác của mấy các hãng Trung Quốc ha. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.